Viện chẩn dưỡng sinh Bùi Quốc Châu là phương pháp chữa bệnh mới nhất của y học dân tộc Việt Nam. Ra đời vào đầu năm 1980, trên cơ sở vận dụng một cách sáng tạo những nguyên lý được rút ra từ triết học, văn hóa phương Đông và sự kế thừa có chọn lọc từ ba nền y học cổ truyền, y học hiện đại và y học dân gian. Phương pháp viện chẩn là cách chữa bệnh bằng phản xạ học đa hệ, không dựa trên hệ kinh lạc của châm cứu Trung Quốc mà dựa vào hệ thống đồ hình phản chiếu và các sinh huyệt trên toàn thân để chẩn đoán và trị bệnh. Đây là phương pháp trị bệnh không dùng thuốc mà trị bệnh bằng cách tác động lên các sinh huyệt và đồ hình trên cơ thể bằng các dụng cụ như cây lăng, que giò, cây cào, cây búa cao su, cây salon pass, cục nước đá, điếu ngải cứu. Thế mạnh của viện chẩn so với nhiều phương pháp y học hiện nay là khả năng khai thác sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể, làm cho cơ thể tự điều chỉnh để cân bằng ổn định. Qua kiểm chứng thực tế, phương pháp viện chẩn có thể nhanh chóng chữa khỏi rất nhiều loại bệnh khác nhau. Bệnh thì đầu là nó nổi mụn nước lên, ngứa chân ngứa tay là nổi, là phồng lên rồi lấy, nhưng hôm nay là đỡ rồi hết rồi. Hôm trước là giảm nay khoảng 95%. Phương pháp viện chẩn thì thấy là đạt hiệu quả, cho nên nay có giới thiệu thêm người ra chữa. Thì cái tác dụng cái thấy ngay sau 2 tuần lễ là cái bệnh biếu cổ đã hết. Và cái bàn chân thì tất cả các vết chai sần và vết nứt nó đều là hết. Tôi đến để điều trị cái bị đau khớp, tại vì sau khi tôi mổ u xơ tử cung là bị cứng hết các cái khớp bàn tay. Thì sau thời gian hơn 1 tháng thì từ 10 phần mà bớt hết 9 phần. Phát hiện được là mình bị sỏi thận, nghĩa là nó lên cơn đau, nghĩa là liên tục 2 ngày đau quằn quại luôn, coi như không biết bệnh gì. Rồi sau đó đi siêu âm thì mới biết ra là bị sỏi thận. 8 ngày nay là cơn đau nó hết đau, coi như không cần uống một viên thuốc nào hết. Với lại bệnh viêm mũi dị ứng là cũng đã hết hẳn luôn. Cái đó là mình bị triền miên mấy năm nay á. Tôi bị thoái hóa cột sống cổ, gai cột sống, viêm xoan, viêm đa xoan, viêm khớp, đa khớp. Tôi tới đây chữa được chừng cũng gần 3 tuần rồi, thấy đỡ, thấy nhẹ người. Phương pháp viện chẩn Bùi Quốc Châu còn được các tổ chức y học thế giới đánh giá cao. Năm 2000, ông vinh dự được nhận danh hiệu tiến sĩ khoa học danh dự, ngôi sao châu Á dành cho người có công đóng góp trong lĩnh vực y học bổ sung và bằng tiến sĩ y khoa về y học bổ sung. Tháng 5 năm 2001, ông được phong tặng danh hiệu thầy thuốc nổi tiếng thế giới trong hội nghị về y học tự nhiên lần thứ nhất tại Bắc Kinh, vân vân. Tuy không chữa được bách bệnh, nhưng viện chẩn có nhiều ưu điểm nổi bật. Đây là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, không gây đau đớn và tiết kiệm được rất nhiều chi phí, nhất là trong tình hình giá thuốc tăng cao như hiện nay. Và điểm đặc biệt ở đây là nó có thể giúp giải quyết phần nào sự quá tải của bệnh viện hiện nay. Tức là mình hướng dẫn cho bệnh nhân, người ta có thể tự phòng bệnh và tự trị một số bệnh ở nhà. Và với kết quả rất cao mà tôi tìm ra phương pháp viện chẩn là ngày 26 tháng 3 năm 1980, lúc mà tôi làm việc ở trường cai ma túy Bình Triệu. Rồi tới bây giờ là coi như 26 năm. Các nước để tôi giảng bài mà gần đây thì gần 10 năm nay thì năm nào cũng đi châu Âu liên tục để đi truyền bá cái môn này ra thế giới. Ông Bùi Quốc Châu còn là thầy thuốc giàu y đức, luôn nhiệt tình đón tiếp bệnh nhân, tận tình cứu chữa và hướng dẫn bệnh nhân phương pháp viện chẩn, biến bệnh nhân thành thầy thuốc để họ có thể tự chữa cho mình và cho người khác. Phương pháp chữa bệnh này ngày càng được truyền bá rộng rãi. Hiện nay đã có hàng trăm ngàn người có khả năng chữa bệnh theo phương pháp viện chẩn ở khắp Việt Nam và hơn 20 nước trên thế giới như Mỹ, Cuba, Pháp, Đức, Anh, Úc, Canada, Tây Ban Nha, vân vân. Tôi đã học về phương pháp viện chẩn cách đây 5 năm qua người học trò của thầy Châu bên Âu Châu. Nay tôi sang Việt Nam và được thầy Châu trực tiếp giảng dạy. Tôi muốn đem kiến thức của mình học được truyền bá tại quê hương mình, giúp người dân bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Với những hiệu quả và lợi ích thiết thực trong công tác chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe con người, phương pháp viện chẩn Bùi Quốc Châu cần được quan tâm và nhân rộng hơn nữa để phục vụ cộng đồng.